Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News người Việt TV hôm nay là ngày thứ ba ngày 30 tây tháng Giê và kính chúc quý vị có một ngày an lành thưa quý vị chúng ta đang đến gần với cái Tết Nguyên Đán và đặc biệt là ở Việt Nam đó người dân thì thường cứ mỗi dịp xuân về Tết đến là thường rất là nô nức để được những cái ngày Tết đó là đi dạo vườn hoa đi dạo đường hoa và ngắm những cái linh vật được trưng bày năm nay là năm rồng và đã có những cái thiết kế mà trong chương trình vừa rồi chúng tôi cũng đã thưa quý vị đó có những cái mẫu mẫu thiết kế rồng là được rất là nhiều những cái sự tán tán dương và khen ngợi. Nhưng mà cũng có những cái thiết kế về những cái năm con rồng trong năm nay đó mà nhiều người thì cho rằng nhìn con rồng thì nó hóa con zun. Một câu chuyện nữa cũng liên quan đến những cái mẫu thiết kế trong dịp ngày xuân như thế này á là liên quan đến Nha Trang ngày hôm nay chúng tôi đọc được đó là cái mô hình cá chép hóa rồng ở Nha Trang theo thành phố nha trang đó thì họ giao cho công ty môi trường đô thị nha trang để làm chủ đầu tư rồi thực hiện trang trí điện rồi cây hoa cảnh tiểu cảnh và trang trí hội hoa xuân thì công trình được cho là đón xuân năm nay ở Nha Trang có 9 tiểu cảnh lớn nhỏ với 13 mô hình rồng bằng các chất liệu và các những cách thể hiện khác nhau. Cái vấn đề là có một cái công trình là cá chép vượt vũ môn hóa rồng là nghe rất là hay và nhiều người rất là thích thú. Khi bên dưới tượng là cá chép vàng đang vượt lên trên và ngay phần đỉnh tượng là hình con rồng. Vấn đề là vào ngày 30 Tây tháng Giêng là ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đó thưa quý vị. Trong lúc mà các công nhân đang thi công lắp đặt tại hồ phun nước nơi đặt mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng thì tượng bắt lửa và bốc cháy tại công viên Yến Phi của thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Như vậy thì cá chép vượt vũ môn hóa rồng chưa kịp sử dụng để trưng bày cho hội hoa xuân thì nay đã hóa lửa và bị thiêu rụi hoàn toàn. Và bây giờ những người mà chế tạo ra cá chép hóa rồng này họ phải đem về lại nơi sản xuất để mà chỉnh sửa lại. Nhưng mà theo tờ tuổi trẻ người ta ghi nhận á, thì những cái đám cháy ngày hôm nay nó đã thiêu rụi toàn bộ mô hình và chỉ còn lộ cái khung sắt mà thôi. Không biết cá chép hóa rồng này có được sản xuất lại để được làm lại để mà kịp đón xuân hay không. Nhưng đây có thể là một cái điềm mà nhiều người cho rằng nó không có may mắn bởi vì ông bà mình có nói một câu đầu có xuôi thì đuôi nó mới lọt và cá chép hóa rồng nay đã trở thành cá chép hóa lửa. Một câu chuyện nữa mà cũng liên quan đến Việt Nam thưa quý vị, trong cái buổi họp báo định kỳ diễn ra cũng ngày hôm nay, Bộ Tư pháp của Việt Nam cho biết là năm 2023 Việt Nam thu hồi tài sản tham nhũng cao nhất từ trước đến nay, số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng là tương đương khoảng 819 triệu đô la Mỹ thưa quý vị. Và những cái số tiền này một lần nữa là thu hồi từ những cái vụ bị chiếm đoạt nè, rồi thất thoát trong những cái vụ án tham nhũng nè, những cái vụ án kinh tế nè và nó tăng so với năm ngoái là 4.500 tỷ đồng là tương đương khoảng 184 triệu đô la Mỹ và đại diện của bộ tư pháp thì không nêu cụ thể là số tiền thu hồi trong từng vụ án là bao nhiêu. Tuy nhiên, những cái giới quan sát và truyền thông người ta tính là đến tháng 7 năm 2023, số tiền mà thu hồi từ vụ án có lẽ là lớn nhất, đó là vụ chuyến bay giải cứu hơn 7 triệu rưỡi đô la Mỹ thưa quý vị và những cái vụ đại án khác nữa ví dụ như là bộ kit xét nghiệm Việt Á ví dụ như những cái vụ án mà uh, hối lộ tại trung tâm đăng kiểm và hàng loạt những cái vi phạm trong quản lý và sử dụng đất vàng tại nhiều địa phương đó là cái câu chuyện mà Bộ Tư pháp vừa mới tổng kết số tiền thu được từ những vụ án này năm 2023 Việt Nam đã thu được một cái số tiền khổng lồ so với từ trước đến nay chuyển sang một câu chuyện khác liên quan đến Thái Lan thưa quý vị một cái ban nhạc đến trong ngày thứ năm tuần vừa rồi đến biểu diễn ở Phuket ở Thái Lan. Phuket là một cái nơi khu du lịch nghỉ dưỡng ở Thái Lan và nơi này có rất nhiều những cái khách du lịch đặc biệt là từ Nga. Thì có một cái ban nhạc có tên là B2 đến từ Nga. Trong đây thì có nhiều thành viên có quốc tịch song tịch đó là vừa Nga rồi Nga và Úc, Nga và Israel và đặc biệt đặc điểm chung của cái ban nhạc B2 này đó là thường xuyên lên tiếng chỉ trích phản đối với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thậm chí là ban nhạc này còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với một nhân vật là Mitri Gukov, cũng là một cái tiếng nói bất đồng chính kiến với lại ông Putin. Và chính bên nước Anh đã từng kết tội và cho rằng ông Mitri Gukov này đó đứng đằng sau một cái vụ ám sát uh, tướng tình báo của Nga ở London vào năm 2006 thì đó là một số thông tin liên quan đến cái ban nhạc này và vào hôm thứ năm vừa rồi họ đi đến Phuket để họ biểu diễn theo quan theo những cái gì mà ban nhạc này nói với tờ Guardian thì họ hoàn toàn là xin giấy phép đầy đủ rồi họ mới biểu diễn nhưng mà sau đó không hiểu vì lý do gì mà giới chức trách của Thái Lan đã đến bắt giữ cái ban nhạc này bây giờ giam trong một cái trại giam giữ mà có khoảng 80 tù nhân khác và lý do họ đưa ra và AP đã thuật lại bên phía Thái Lan nói là biểu diễn mà không có xin giấy phép hành nghề cho nên vì vậy là họ đã tạm giữ ban nhạc này và sẽ có nguy cơ là trục xuất đưa về ngược lại nước Nga những cái cơ quan giám sát về nhân quyền và ban nhạc này đã bây giờ người ta kêu cứu người ta nói là theo cái lịch trình cái dự định của họ là chỉ biểu diễn một thời gian ở phuket sau đó thì họ sẽ rời thái lan và họ đi sang israel chứ họ không muốn trở về nước nga là bởi vì họ thường xuyên đưa ra cái sự chỉ trích đối với ông putin đối với điện kremlin và đặc biệt là đối với cuộc chiến tranh ở ukraine cho nên nếu mà kỳ này mà bị đưa ngược lại trở về nước nga coi như là xong xong phim đối với ban nhạc này và đó là điều họ không có mong muốn và viết trên facebook thì ban nhạc này cũng nói là vé để đi Israel là đã mua sẵn sàng hết rồi nhưng mà có khả năng là bây giờ nhà chức trách ở bên Thái Lan không cho phép họ đi đúng lịch trình mà sẽ trục xuất họ trở về nước sở tại thì không rõ cái câu chuyện và những dàn co như thế nào nhưng mà bây giờ những cái tổ chức nhân quyền ở trên thế giới và đặc biệt mà quan tâm đến tình hình của nước Nga đang hối thúc nhà chức trách ở thái lan là hãy nhanh chóng thả ban nhạc này đi theo đúng cái con đường họ mong muốn là đi đến sang israel chứ đừng có trục xuất về thì họ sẽ có cùng chung cái số phận với lại những người mà bất đồng chính kiến đối với ông putin đó là câu chuyện về một cái ban nhạc đã đến thái lan mà lại có cái tiếng nói chỉ trích nhà độc tài putin như vậy cũng nhân nói về nước nga thưa quý vị ngày hôm nay có một ông nghị sĩ ở nga đã đưa ra cái lời đề nghị rất là sốc và ông cho là bây giờ washington đây nè đang có những cái kế hoạch là bây giờ chuyển vũ khí chiến lược là nguyên tử đó đưa sang Anh để đề phòng là có thể Nga sẽ bành trướng cái cuộc chiến tranh hiện nay thì bây giờ một cái ông nghị sĩ ở quốc hội của Nga, ông này có tên Alexey Zuryalev là phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Nga. Ông cũng đưa ra cái đề nghị ông nói rằng nếu như vậy thì Nga cũng sẽ chuyển vũ khí nguyên tử. Xin lỗi thưa quý vị, chuyển đến ở ngay sát sườn với lại mỹ đó là những cái nước mà thân thiện với nga ví dụ như là cuba venezuela và nicaragua để mà đáp trả lại cái kế hoạch của mỹ không biết rằng cái lời đề nghị này của một trong những cái lãnh đạo ở trong quốc hội của Nga có được hưởng ứng hay không. Nhưng nó nói lên một điều là đối với nước Nga hiện nay thì Mỹ gần như là một kẻ thù, một cái nước mà hoàn toàn không có thân thiện với lại nước Nga. Và cái tinh thần đó đã được lan truyền rất là mạnh mẽ từ những cái thông điệp từ quốc hội cũng như là Điện Kremlin. Đó là câu chuyện về nước Nga và trở lại với Mỹ thưa quý vị. Theo hồ sơ tòa án mà được công bố vào ngày hôm nay đó, thì một người đàn ông ở Michigan, ông này có tên là Russell Warren, 49 tuổi, vừa mới bị buộc tội là đe dọa giết đương kim tổng thống Joe Biden, phó tổng thống Kamala Harris cũng như là những giới chức chính phủ cấp cao khác. Trước đây đó thì ông này đã đăng hàng loạt những cái bài lên trên mạng X là Twitter và ông đã đe dọa, đã giết, đã lấy mạng những cái nhân vật như chúng tôi nói đó từ tổng thống cho đến phó tổng thống và cả những cái người nổi tiếng, thậm chí là cựu thành viên nội các ở dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump và cả những toàn bộ ứng cử viên tổng thống năm 2024 và những chính trị gia nổi bật của nước Mỹ tài khoản X của ông Warren này đến tối ngày thứ hai thì người ta vẫn còn truy cập được. Nhưng vào ngày hôm nay thì đã bị cơ quan công lực là tạm đóng. Ông nói là ông sẽ bị giết trong một cái chiến dịch báo thù và đồng thời ông Warren này tự mô tả mình là con chiên của Chúa. Quý vị nhớ cả cái đoàn xe của Texas cũng vậy, Tự nhiên có một cái đoàn xe ở Texas bây giờ xăm 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 đi đến biên giới để đòi giải quyết những cái vấn đề di dân và đối phó với di dân bất hợp pháp và tự phong mình là cái đoàn xe của Chúa. Và bây giờ có một người đàn ông ở Michigan cũng tự nhận mình là con chiên của Chúa để mà ra tay, đòi ra tay và lấy mạng hàng loạt những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Mỹ như thế này. Và các tin nhắn khác, ông Warren còn đe dọa là phá hủy bảo tàng, rồi lực lượng không quân, rồi công viên giải trí Disney và thế là ông đã bị bắt. Thì theo tài liệu của tòa án, cơ quan mật vụ đó đã kết hợp với lại FBI và xác định được ông Wayne ông Wayne thông qua cái địa chỉ IP của anh này và ông này sẽ nhận án tù vào ngày thứ 6 ngày 2 tây tháng 2 sắp tới thì cái tội danh đe dọa lấy mạng tổng thống và các giới chức cao cấp của chính phủ thì có thể là bị án tù lên đến 5 năm. Đó là câu chuyện về một người đàn ông ở Michigan mà tự nhận mình là do Chúa con của Chúa để mà đòi ra tay hành xử và đòi giết tổng thống và phó tổng thống như vậy thưa quý vị một câu chuyện nữa cũng đang râm ran ở quốc hội liên bang Hoa Kỳ đó là bộ Tư pháp vừa gửi ra một cái bản một cái trát điều tra từ đại bồi thẩm đoàn đã đồng ý và bộ Tư pháp đã báo với bên phía hạ viện là họ đang nhắm điều tra một thành viên ở bên phía đảng dân chủ ở hạ viện thưa quý vị liên quan đến việc là sử dụng những cái nguồn ngân sách liên bang mà phục vụ cho những cái chi phí về an ninh chi phí cá nhân của cái thành viên ở hạ viện như thế này thì ngay cái thông tin này vừa mới được đưa ra vào chiều ngày thứ hai đó thì chúng tôi không đọc được là không biết được là thành viên nào đang bị bộ tư pháp nhắm vào cái cuộc điều tra rất là đặc biệt như thế này mãi cho đến trước khi chúng tôi lên sóng thì mới đọc được tin breaking news đó là dân biểu Cory Cory Bush là một dân biểu đại diện cho Missouri và ở trong hạ viện quốc hội liên bang hiện nay cô cũng là một thành viên vô cùng cấp tiến, vô cùng tích cực của cái nhóm dân biểu cấp tiến hiện nay ở Hạ Viện và cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên được đại diện cho Missouri và bước chân vô quốc hội sau khi năm 2020 cô đạt được một cái chiến thắng và từ 2021 cho đến nay cô là một thành viên cũng rất là năng nổ và có những cái quan điểm vô cùng là cấp tiến thì đó là về cô dân biểu bên phía đảng dân chủ Cory Bush trong cái thông điệp gửi ra, cô nói là cô đang hợp tác hoàn toàn với Bộ Tư pháp và cô cũng đang tìm kiếm tranh cử tái tranh cử vào cái nhiệm kỳ sau và cô nghĩ rằng là tất cả những thông tin mà minh bạch và hoàn toàn là dân chủ thì cô sẽ không có vấn đề gì quốc tất, dĩ nhiên là sẽ theo những cái tiến trình điều tra của Bộ Tư pháp. Đó là thông tin nên mà những cái thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được. Và một cái câu chuyện nữa thưa quý vị cũng đang rất là gây tranh cãi liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Quý vị biết là trong cái vụ mà ký giả Jean Caro kiện ông Trump trong vụ kiện thứ hai về dân sự, trong đó đó tòa đã tuyên án là ông Trump đã có cái phỉ bán đối với bà Jean Caro và đã đưa ra một cái mức án phạt rất là lớn lên đến 83.3 triệu đô la Mỹ. Bà Jean Caro vào ngày hôm thứ hai còn có cái ý là bà nói hai ý thứ nhất là bà sẽ dùng những cái số tiền này để làm những cái việc mà ông Trump rất là ghét ví dụ như là bà sẽ lập ra một cái quỹ và hỗ trợ cho những cái nạn nhân mà đã từng bị ông Trump tấn công về tình dục ý thứ hai là có thể nếu như ông Trump vẫn tiếp tục phỉ bán bà thì bà sẽ lôi ông Trump ra tòa trong một cái vụ kiện thứ ba về tội phỉ bán đó là hai cái ý kiến của nhân vật có liên quan trong cái câu chuyện này nhưng mà nổi lên rình rang nhất từ từ chiều tối ngày thứ hai cho tới ngày hôm nay làm những cái lời tuyên bố từ luật sư của ông Trump, cô Alina Haaba, những gì mà cô này thể hiện trong cái phiên tòa thì những cái chuyên gia về luật thường xuyên đưa ra những cái nhận định và không hiểu nổi vì sao mà Alina Habba có thể đại diện cho cựu tổng thống trong những cái phiên tòa rất là quan trọng từ cái vụ này cho đến cả cái vụ mà kiện Bộ Tư pháp New York kiện Trump Organization cũng như là cựu tổng thống về cái gian lận về tài chính Alina Habba đã nhận được những cái số tiền vô cùng lớn từ ông Trump khi mà bắt đầu đại diện cho thân chủ giàu có và nổi tiếng như thế này nhưng nhiều người cho là Alina Habba cô hoàn toàn không có thuyết phục được về cái khả năng của mình sắc bén để mà đại diện cho ông Trump. Thì đây thưa quý vị vào chiều thứ hai, cô luật sư H3 đã khớt lại một cái bài báo của New York Post theo đó thì bài báo này nói rằng á, là họ có một cái nguồn tin không có tiết lộ là cô luật sư mà đại diện cho thân chủ Jean Carroll trong cái vụ án này tên là Roberta Kaplan đã từng là có mối quan hệ cộng sự và thực tập với lại chính ông chánh án Kaplan nghe hai cái họ Kaplan thì tưởng là có quan hệ gì đó họ hàng với nhau nhưng mà thực ra là hai người này không có họ hàng gì hết mà theo lời cô luật sư của ông Trump cho cho là cả hai có mối quan hệ cộng sự bởi vì 30 năm trước 30 năm trước thì những năm 1990 cả cô luật sư Kaplan đại diện cho bà Jean Carroll và ông chánh án Kaplan cùng làm việc và thực tập tại công ty luật có tên là Paul Weiss Rifkin and Wharton. Và sau đó đó thì ông chánh án Kaplan được bổ nhiệm ngồi vào cái vị trí chánh án liên bang năm 1994, nghĩa là một lần nữa câu chuyện này xảy ra 30 năm trước. Và cô luật sư của Trump mới nói rằng ô đây là một chi tiết rất quan trọng và nó chứng tỏ một cái điều là ông Kaplan tỏ ra cái thái độ vô cùng thù địch đối với bên phía ông Trump, chẳng hạn là đưa ra những cái phán quyết vô cùng là không có công bằng cho ông Trump, đưa cái mức án phạt quá là nặng nề trong khi đó án phạt là do đại bội thẩm đoàn với hai người nữ và 7 người nam đã đưa ra cái phán quyết cái mức phạt như vậy. Và thậm chí ông tòa Kaplan còn đòi bỏ tù của Alina Hapa bởi vì cô không có tuân theo những cái tiến trình của tòa mà cô rất hay đưa ra những cái lời cãi vô lý. Và cô Hapa cũng viện dẫn một cái uh, quy định về chánh án của nước mỹ theo đó là một chánh án phải nên tự rút lui không có đứng ra xử trong một cái hồ sơ mà giữa chánh án và luật sư dù là đại diện bên nào đi nữa có cái mối quan hệ làm việc trước đây đó là lời của cô Alina Habba. Ngay khi vừa nghe những thông tin này thì chắc chắn những người mà người bình thường như chúng ta sẽ cảm thấy ồ, như vậy thì rõ ràng là ông Trump bên phía ông đã tìm được những cái bằng chứng, những cái chi tiết mà vô cùng có thể là giúp đảo ngược lại vụ án bởi vì cô Alina Hapba đang yêu cầu tòa là ông Kaplan phải mở lại phiên tòa và xét xử lại từ đầu là bởi vì nó có những cái tình tiết mà vô cùng bất lợi và không công bằng cho bên phía ông Trump như vậy nhưng mà những chuyên gia về luật thì nói gì thưa quý vị từ trên đài NBC News cho đến những cái bài báo mà chúng tôi đọc được thì những cái chuyên gia về luật rồi những cựu công tố viên và cả những cái cựu chánh án liên bang họ đưa ra những cái nhận định mà chúng tôi thấy là đa số đều nói chỉ cần là một luật sư mà có cái phẩm chất bình thường thôi không cần phải là quá xuất sắc tài năng đều biết là cái mối quan hệ giữa ông Kaplan này và cả cô Kaplan đại diện cho Thân chủ là Jane Carroll là đã từng có cùng làm việc trong một cái công ty luật trước đây, 30 năm về trước. Nhưng cái vấn đề là họ có làm việc chung cái Casey không và cái mối quan hệ đó nó như thế nào mới là vấn đề. Thì đây vào sáng ngày thứ ba, cô Kaplan đại diện cho Jane Caro đã gửi ra một cái lá thư trong đó nói hai ý. Ý thứ nhất là cô không hề làm việc với ông chánh án Kaplan trong cái thời gian 2 năm ngắn ngủi mà cô thực tập tại cái công ty luật này vào những năm 1990. Ý thứ hai, cô đang tìm kiếm những cái hành hình thức để mà sanction, để mà kỷ luật và phao những cái cồng len là phàn nàn đối với cô luật sư Alina Habba vì tung ra những cái chứng cứ, những cái thuyết âm mưu vô cùng nguy hiểm và chỉ để chứng minh một điều rằng là cái bản án đã được tòa đưa ra đó, nó sai, nó vô căn cứ. Đó là những cái nỗ lực tuyệt vọng của luật sư bên phía Trump. Không hiểu cuối cùng sẽ như thế nào và không hiểu là ông chánh án Kaplan có phản hồi những yêu cầu của luật sư Trump hay không. Nhưng đó là những cái tình tiết mới mà luật sư bên phía ông Trump vừa tung ra thưa quý vị liên quan đến một cái bản án với mức hình phạt rất là lớn là 83.3 triệu đô la Mỹ. Một câu chuyện nữa chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị là liên quan đến cựu thủ tướng Pakistan. Ông cựu thủ tướng này, ông Ibrahim Khan đã từng là một ngôi sao trong làng chính trị của Pakistan thưa quý vị nhưng rồi cuối cùng sau đó đó là xảy ra rất nhiều những cái thị vi và bây giờ là những cái vòng lao lý về mặt pháp luật ngày hôm nay tòa án Pakistan đã kết án ông cựu thủ tướng Khan này 10 năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước cái điều đặc biệt là bản án được tuyên trong nhà tù Adiala nơi ông Imran này đang bị giam giữ và tòa án đặc biệt của Pakistan đưa ra phán quyết trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan và đảng mà ông Imran Khan đang tham dự đó thưa quý vị là đảng PTI không được tham gia tranh cử. Luật sư của ông Imran Khan cũng nói là thân chủ của ông đã nộp bảo lãnh để được tại ngoại trong 2 tuần sau khi ông bị bắt giữ liên quan đến một cái cáo buộc khác, đó là cáo buộc tham nhũng dẫn tới làn sóng biểu tình. Và người phát ngôn của Đảng PTI cũng nói rằng là ngoài ông cựu thủ tướng này, còn có ông Sa Memud Creshi là phó chủ tịch đảng và từng giữ chức Ngoại trưởng thời Thủ tướng Ibra Khan cũng bị kết án 10 năm tù giam trong câu chuyện tương tự làm lộ bí mật thông tin nhà nước. Ông Khan một lần nữa là Thủ tướng Pakistan từ năm 2018 đến năm 2020 trước khi từ chức vì ông không có vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ông bị bắt giam từ tháng 8 năm 2023 với cáo buộc hàng loạt tội danh thì ngày hôm nay là một cái tội danh mới. Và như chúng tôi nói, ông này đã từng là một cái sự kỳ vọng rất lớn của người dân Pakistan và được cho là một ngôi sao của chính trị của nước này đang lên. Nhưng cuối cùng mọi chuyện nó vụt tắt và nó ảnh hưởng đến hàng loạt những cái rắc rối và pháp lý và ông hiện đang phải ở trong tù. Đó là câu chuyện về Pakistan. Tin tức cuối cùng của ngày hôm nay, thưa quý vị, liên quan tới làn sóng di dân. Trong bối cảnh là cái câu chuyện di dân hiện nay đang được nổi lên ở nước Mỹ rất là nhiều và quý vị đã biết rằng là có một cái cuộc chiến Uh, chưa có hồi kết, không thể có hồi kết giữa chính quyền Texas và chính quyền liên bang của ông tổng thống Joe Biden về vấn đề di dân ở biên giới Mỹ và Mexico liên quan đến những cái hàng rào kẽm gai, liên quan đến việc là chính quyền của tiểu bang đã ngăn chặn lực lượng biên phòng của liên bang không có được tiếp cận với di dân để mà xét duyệt hồ sơ. Thì uh, ngày hôm nay có một cái thông tin mà chúng tôi đọc được, trong cái làn sóng di dân mà đổ xô đến biên giới của nước Mỹ có cả những người xin tị nạn và có cả những người di dân bất hợp pháp thì quý vị có biết rằng là di dân nào là đang đứng hàng đầu trong số những di dân mà đang ở biên giới hiện nay và đặc biệt là cái số lượng di dân này đang tìm cách đến california thông qua cái nẻo đường biên giới là mỹ và mexico tờ newsweek họ thuật lại và họ nói rằng là trong số những di dân này thì trung quốc những người Trung Quốc là đứng đầu bảng xếp hạng trong số những di dân hiện nay đang ở biên giới và đang muốn vô nước Mỹ và đặc biệt họ tìm đường đến với California. Có 15.700 những cái di dân ở biên giới là gốc Trung Quốc đó đang bị giam giữ ngay tại biên giới của Mỹ và Mexico. Nó chiếm hàng đầu trong số những di dân hiện nay thưa quý vị. Riêng trong tháng 11 và tháng 12 của năm 2023 mà có khoảng gần 6.000 di dân đã bị giữ lại ngay tại biên giới của nước này. Thì Trung Quốc là đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là Colombia và Peru là hai nước đang có di dân đứng cũng kéo về biên giới và hy vọng là tìm được một tấm vé trong nước Mỹ. Có nhiều lý do mà theo những cái chuyên gia về di trú đó, họ cho rằng vì sao mà di dân của Trung Quốc đang tìm nhiều cách để đổ về nước Mỹ như thế này. Thì nhiều người cho là có thể những cái lý do về kinh tế hiện nay kinh tế của Trung Quốc đang rất là lao đao và đặc biệt khó mà có thể tìm đường làm ăn sinh sống. Ở Trung Quốc, khi mà những cái nền kinh tế tự do vẫn còn bị bóp nghẹt, bị kềm hãm khá là nhiều, rồi cả tình trạng nghèo đói và đặc biệt là những cái vấn đề về nhân quyền, cái cuộc sống mà tự do ở trong Trung Quốc á, thì rất là khó khăn, rất là hà khắc. Đó là lý do mà những cái chuyên gia về di trú họ cho rằng là động lực đã thúc đẩy những người Trung Quốc để tìm đường đến với nước Mỹ. Nhưng mà điều làm cho chúng tôi để ý là những di dân này đến với biên giới Mỹ và Mexico nhưng mà sau đó lại tìm rất là nhiều cách để đổ về california thì đó là một chi tiết mà chúng tôi khá là quan tâm và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại